Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt ở đường Nguyễn Đáng, ngay cái ngã tư Chùa Phướng. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một trong những vị trí mảnh đất mặt tiền đường Đan, cách đường Sơn Thông khoảng 100m. Thì những ai muốn mua và muốn sở hữu vị trí mảnh đất ngày hôm nay thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline nằm bên góc tay trái màn hình của tất cả mọi người, 0909840707. Mình xin nhắc lại, đây là cái ngã tư Sambua. Nói chung là ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Đáng và đường Sơn Thông á. Còn mảnh đất mình cần bán á, là cái nhánh của đường Sơn Thông. Nó chỉ cách đường Sơn Thông khoảng 100m mà thôi. Đất ngày hôm nay full thổ, xe ô tô chạy vào tới đất, dân cư đông, điện nước đầy đủ. Và nó chỉ cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng vài trăm mét, cách trường đại học Trà Vinh khu 1 khoảng 1 km, gần chợ, gần trường học, gần công viên, gần trung tâm thành phố Trà Vinh. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy liên hệ trực tiếp số hotline 0909840707 để xem đất, từ đó sẽ chốt trực tiếp cùng với chính chủ. Số hotline này luôn luôn nhận về quảng cáo, cầm cố, ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ngã tư Chùa Phướng, chạy vào đường Sơn Thông, chưa tới công an thành phố. Nó cách công an thành phố khoảng 50m. Bên phía bên tay trái có cái hẻm 235, chạy vào khoảng 100m bên tay trái là sẽ tới được đường, sẽ tới được vị trí mảnh đất cần bán. Đất của chúng ta có cái tổng diện tích là ngang 7-19, full thổ, bằng phẳng mặt tiền đường Đan, dân cư đông, đường hiện hữu, trên giấy, xe ô tô chạy vào tới chỗ, hẻm thông, có thể thông ra được các hướng khác nhau. Và đường này chạy thẳng thì sẽ tới được đường Lê Văn Tám. Đường Lê Văn Tám thì có hai dự án, một là sân vận động mới của tỉnh Trà Vinh, hai là cụm khu công nghiệp Tân Ngại. Mình cung cấp thêm thông tin cho mọi người. Và hiện tại chủ đất đang rất là cần tiền, cho nên giảm cái giá xuống tối đa luôn, chỉ có 810 triệu cho tổng diện tích mảnh đất ngang 7 dài 19 full thổ cư. Xin nhắc lại một lần nữa, chỉ có 810 triệu cho vị trí mảnh đất mặt tiền đường Đan, xe ô tô chạy vào tới chỗ, ngang 7-19 full thổ cư, giá 810 triệu. Mọi người để ý nha, đường Sơn Thông thì hầu như là có những cái căn nhà rất là to. Có cái cây dầu dù, bên phía bên tay phải là cái cây dầu dù nha. Cây dầu dù này thì nó khoảng 800 năm tuổi rồi. Một trong những biểu tượng đặc sắc nhất của bà con Trà Vinh. Chạy tới một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ bắt gặp được cái đường hẻm số 235, quẹo vào bên trong đó là sẽ tới được vị trí mình đã cần bán. Một hồi nữa tới đất cần bán thì mình sẽ nói sơ thêm một lần nữa cho mọi người nghe cái diện tích cũng như cái giá. Thì mình nhận quảng cáo một cái clip như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng, tùy theo mức độ xa hay gần. Còn những nhà mà khó khăn chút xíu thì mình sẽ không lấy tiền luôn nha mọi người, mình sẽ quay miễn phí. Nói chung tiền quảng cáo này chủ yếu là tiền xăng để dẫn khách hàng đi coi thôi mọi người. Thì có những vị trí mảnh đất mà mình đăng lên thì mình dẫn khách khá là nhiều. Do giá chưa có được như mong muốn của chủ nhà, cho nên là dẫn cứ 5-10 người dẫn hoài với hao xăng đó mọi người. Chuẩn bị tới cái hẻm mình chạy vô rồi nha. Nói chung cái con hẻm đó là con hẻm 235, bên phía bên tay trái. Đi từ đường Nguyễn Đáng chạy vào thì bên phía bên tay trái. Còn đi từ đường Lê Văn Tám đi vào thì nó nằm bên tay phải, nằm theo hướng ngược lại. Mọi người để ý nha, khu này là khu nhà giàu nè, gần công an, gần trung tâm, gần chợ, gần trường học, rất là tiện luôn. Đó, cái hẻm bên tay trái nha mọi người, mình chạy qua hút một khúc, tại vì bên phía bên tay phải nè có cái chỗ công an thành phố nè. Cái hẻm bên phía bên tay phải là cái hẻm công an thành phố nha, chạy vào khoảng 100m là tới công an thành phố. Chạy thêm khoảng vài trăm mét nữa là sẽ tới được đường Sơn Vọng, chạy vài trăm mét nữa thì sẽ tới được đường Lê Văn Tám. Miếng đất mình cần bán dòng ngược lại, cái hẻm công an thành phố mọi người để ý nha, chạy lại ngược lại 30m, rẽ vào cái hẻm mang số 235 là vị trí mà đất mình cần bán. Khu vực đông dân cư, điện nước đầy đủ,
đất phun thổ mua xong xin giấy phép cất một cái nhà thiệt là khang trang tại nơi đây. Hầu như quỹ đất hiện tại đang rất là nhiều, nhưng cái giá hầu như nó đội trên trời. Giá đất này thì cũng còn tương đối khá là rẻ để cho mọi người đầu tư nha. Đây có cái xưởng gỗ kế bên luôn, mua xong cất nhà xây cửa gỗ luôn. Rồi bây giờ đã tới được vị trí mảnh đất cần bán rồi, thì xin mời mọi người hãy nghe thông tin cũng như vị trí của mảnh đất này thuộc phường 9 thành phố Trà Vinh. Rồi xin mời mọi người nghe thông tin lại một lần nữa nha, từ đó chúng ta mới có một cái hướng chuẩn xác nhất. Và số hotline là 0909 840707. Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở bên trong một cái nhánh thuộc nhánh của đường Sơn Thông, và nó chỉ cách đường Sơn Thông khoảng 100m thôi. Từ đây chúng ta chạy thẳng ra phía trước á, để mình phóng gần cho mọi người xem. Đây, chạy ra tới ngoài đó chính là đường Sơn Thông ha. Và nó cách đường Sơn Thông khoảng 100m, nằm trên cái nhánh thuộc trục thẳng, và nó cách công an thành phố Trà Vinh khoảng 200m. Nó cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 500m, gần trường đại học Trà Vinh, gần siêu thị Cốp Mắc. Nó rất là gần nha, nằm trong khu vực dân cư đông. Này, kế bên nhà, xung quanh tất cả đều có nhà người ta, nằm trên cái nhánh trục thẳng. Đường đan này thì xe ô tô chạy vào tới chỗ luôn. Do cần tiền gấp cho nên ngày hôm nay mình sẽ thông báo cái giá chốt trực tiếp chính chủ đối với một vị trí mảnh đất rất là ok như thế này đây. Đây, cột điện kế bên, điện nước đầy đủ luôn. Và cái tổng diện tích của mảnh đất cần bán ngày hôm nay á, nó dao động là ngang 7 dài 19 full thổ cư. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, tổng diện tích mảnh đất cần bán ngày hôm nay là ngang 7 dài 19 full thổ cư. Mặt tiền đường đan, xe ô tô chạy vào tới chỗ, hẻm thông nha mọi người. Chạy tới đằng kia là có một nó thông, nói chung là thông đủ hướng luôn. Và miếng đất mình cần bán đang ở phía trước mặt tất cả mọi người luôn. Từ vị trí cây cột này đo qua tới bên kia là nó ngang 7m, ngang 7m, dài vô là 19. Trên đất có một cây xài, mua đất tặng cây xài luôn. Mặt tiền cao ráo, cao hơn mặt tiền đường đan luôn. Và cái giá chủ nhà đưa ra đối với một vị trí mảnh đất full thổ cư này, ngang 7 dài 19, là 810 triệu, chốt trực tiếp chính chủ. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, giá chốt trực tiếp ngày hôm nay đã giảm rất là sâu so với thời điểm hiện tại hồi 2 tháng trước, chỉ có 810 triệu mà thôi là chúng ta sẽ sở hữu được một vị trí mảnh đất mặt tiền đường đan, cách đường Sơn Thông khoảng 100m. Xin nhắc lại diện tích nha, là ngang 7 dài 19 full thổ cư. Mọi thắc mắc về giá cả, mọi người vui lòng liên hệ số hotline 0909 840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo, cầm cố ký gửi và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Giá cả hợp lý, hợp tình, hợp nhãn thì chúng ta cứ việc chốt nhanh, chốt lẹ, chốt trong vòng một nốt nhạc mà thôi.